Trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay thì Minh Viên muốn nhắc đến con số 60%. Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential vừa chính thức công bố kết quả báo cáo chỉ số mối quan hệ Prudential lần thứ 2 năm 2017, gọi tắt là PRI 2017. Theo đó, có đến 60% người Việt Nam cho biết họ ưu tiên cho mục tiêu tích góp tiền bạc để hưởng tuổi hưu an nhàn. Và đây cũng là mục tiêu tài chính cao nhất của người Việt. Tại Việt Nam, hơn một nửa lượng người tham gia khảo sát, khoảng 53%, không đủ tự tin rằng mình có thể dành dụm đủ tiền để trang trải cuộc sống khi bước đến ngưỡng tuổi 80. Vì vậy, 60% người Việt ưu tiên cho mục tiêu tích góp tiền bạc để hưởng tuổi hưu an nhàn. Đây là mục tiêu tài chính cao nhất của người Việt. Có đến 60% người Việt luôn lo lắng khi nghĩ đến sức khỏe lúc về già, trong khi 46% lại có mối bận tâm đến việc sau này họ có còn minh mẫn hay không. Cũng theo khảo sát, năm nay Việt Nam xếp vị trí thứ 2 trong số 9 thị trường được khảo sát tại châu Á, thấp hơn một bậc so với năm 2016, với điểm số PRI trung bình là 79 trên 100, giảm 4 điểm so với năm ngoái. Điều này có nghĩa các mối quan hệ cá nhân đang đáp ứng được 79% kỳ vọng của người Việt, đồng nghĩa với việc khoảng cách tồn tại giữa các mối quan hệ vẫn còn khoảng 21%. Theo ông Steve Clark, Tổng Giám đốc Prudential, dù phải đối mặt đáng kể với áp lực tài chính và sức khỏe, chỉ số mối quan hệ Prudential năm 2017 cũng cho thấy phần đông người Việt lạc quan khi nhìn về tương lai, nhất là đối với các mối quan hệ gia đình, đời sống tình cảm và tài chính cá nhân.